Hello loves, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube của The IELTS Workshop thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Duy Anh, giáo viên của level Sophomore và Junior. Và hôm nay chúng ta quay trở lại với một chuyên mục IELTS for Skills. Trong video ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một vài tips để khắc phục các lỗi thường gặp trong phần thi MCQ của Listening. Đôi khi trong lúc làm bài thi hay listening, các bạn có thể hoàn toàn hiểu hết tất cả những gì người ta đang nói và có thể hiểu tất cả các option A, B, C. Tuy nhiên vẫn không thể chọn được chính xác đâu là the best option hoặc đâu là option mà đề bài yêu cầu. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục những điều đó nhé. Ok, vậy thì tip đầu tiên cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi mình thường xuyên nhận được. Đó là trong phần thi Listening MCQ, chúng ta có nên chọn đáp án đầu tiên mà chúng ta nghe được hay không? Vậy thì câu trả lời là không nha mọi người. Because as a matter of fact, như mọi người cũng biết thì kỳ thi IELTS là một kỳ thi mang tính đánh đố. Vậy nên trong tất cả các option A, B, C, thậm chí là D, họ sẽ luôn luôn gài gắm các keywords ở trong đề bài để chúng ta tưởng rằng đó chính là đáp án đúng. Tuy nhiên, khi các bạn nghe được một đáp án hoặc các bạn nghe thấy một vài keywords không có nghĩa đó là đáp án chính xác. Thêm vào đó thì phần thi MCQ thường xuyên sẽ xuất hiện trong section 3 của bài thi Listening. Và ở đây chúng ta sẽ có một phần hội thoại và thường xuyên xuất hiện những hiện tượng như là tung hứng, như là self-correction. Các nhân vật sẽ tự chỉnh lại chính cái lựa chọn của mình. For example, đầu tiên thì tôi nghĩ là tôi sẽ lựa chọn option A. Tuy nhiên sau một lúc trò chuyện chẳng hạn thì in the final hai người cùng chốt lại là option C. Vậy thì nếu như các bạn luôn luôn chọn đáp án đầu tiên mình nghe, các bạn sẽ chọn nhầm. So, cái tip mà mình muốn gửi tới mọi người ở phần thi MCQ này đó là đừng luôn luôn chọn option đầu tiên mà vang lên. Các bạn hãy nghe hết toàn bộ chuỗi thông tin và tỉnh táo lựa chọn nhé. Tip thứ hai đó là các bạn hãy coi phần thi MCQ như một phần thi true, false, not given ở trong reading. Nếu các bạn làm nhiều đề và để ý kỹ, mọi người sẽ thấy là các option A, B, C ở trong phần MCQ khá là dài và chứa rất nhiều thông tin. Vậy thì lời khuyên của mình cho mọi người đó là hãy coi chúng như những phần thi true, false, not given của bài thi reading và phân tích các thông tin tương tự. Có nghĩa là các bạn sẽ cần phải có thời gian để gạch chân, để highlight các keywords và để lường trước những paraphrases cho các cái từ vựng đó. Và điều đó dẫn chúng ta đến với tip thứ 3, đó chính là kỹ thuật đọc đuổi. Ok, so now we are on to the third tip, và đó chính là kỹ thuật đọc đuổi. Thực ra có khá là nhiều cái tên, ví dụ như là đọc đuổi này, đọc gối đầu, đọc trước bài. So what is it? Đây là một kỹ thuật mà mình nghĩ các dân chuyên IELTS, đặc biệt là listening, thường xuyên sử dụng. Giống như cái tên của nó rất đơn giản thôi nha mọi người. Chúng ta sẽ dùng các thời gian trong phần thi để đọc trước đề bài, có nghĩa là chúng ta sẽ đi trước đề bài một bước. So instead of, thay vì việc là họ nói now turn to section 1, khi đấy mình mới lật section 1 ra và đọc lần lượt theo những cái hiệu lệnh của đề bài. Now you have some time to look at question 1 to 4. Lúc đó chúng ta mới thực sự nhìn câu 1 đến 4 thì chúng ta sẽ thường xuyên không đủ thời gian để đọc trước các option MCQ ở phía sau. So, ví dụ cho phần đọc đuổi là như thế này. Khi audio vang lên, now turn to section 1. Section 1, you will hear a lecturer, blah 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 blah. Đó là phần họ tóm tắt lại nội dung, đúng không ạ? Các bạn hãy dùng chính cái thời gian đó để đọc luôn những câu hỏi từ 1 đến 4. Và sau đó họ sẽ nói, now you have some time to look at question 1 to 4. Vậy thì thời gian đó chúng ta hãy dùng để đọc câu hỏi từ 5 đến 10. Okay, and at the end of each section, ở phần cuối của mỗi section, họ sẽ nói là now you have some time to take a look at your answers. Họ sẽ cho chúng ta, I think, khoảng 30 giây để mình nhìn lại toàn bộ lượt các câu trả lời phía trên. Thì mọi người hãy dùng 30 giây đó để đọc trước đề bài của bài thứ hai. Okay. Vậy thì đến với bài thứ hai, now turn to section 2, chúng ta lại đọc gối đầu tiếp tục như vậy. Và eventually, đến với section 3, các bạn sẽ có một quỹ thời gian thừa để chúng ta tận dụng thời gian đó, đọc thật kỹ và phân tích, gạch chân, highlight các keywords trong phần MCQ. So that is how you do đọc nối và đọc đuổi. Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ cho tip thứ 3 này, đó là các bạn đừng để bản thân mình bị kéo đi quá xa đối với phần đọc trước đề bài nhé. Có nghĩa là khi audio thực sự bắt đầu vào, now listen and answer question 1 to 4, thì mặc dù mình đang đọc ở đâu phần sau đi chăng nữa, mọi người cũng nhớ kéo lại cái hồn mình về lại với phần mà chúng ta đang thực sự cần nghe. Ok? Và chúng ta, các bạn cứ đọc trước, đến khi nào cần trả lời lại quay trở về. Thì đấy là kỹ thuật mà mình gọi là đọc gối đầu, phần này chèn lên phần trước một chút. Thì với cái cách làm như vậy, các bạn sẽ luôn luôn đi trước được đề bài một bước, và chúng ta sẽ có nhiều thời gian để phân tích các option MCQ hơn.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tip thứ tư. Đó là các bạn hãy để ý về thứ tự xuất hiện của các thông tin trong phần thi MCQ. Mình nghĩ là một số bạn nếu như mới học IELTS hoặc thường là dân gọi là hơi amateur một chút thì mới mắc phải những lỗi. Đó là lầm tưởng rằng thứ tự xuất hiện của đáp án A, B, C sẽ là xuôi chiều. Có nghĩa là họ chắc chắn sẽ nói A trước rồi mới đến B and then C. Nhưng không, đó không phải là sự thật trong phòng thi nha mọi người. Ở trong phòng thi listening, các đáp án MCQ được sắp xếp ngẫu nhiên. Các bạn đừng tin rằng chúng mới xuất hiện theo đúng thứ tự. Mà thay vào đó, các bạn hãy đọc trước, đọc đuổi để có thời gian nắm được ý chính của tất cả các option và sau đó tỉnh táo lựa chọn nhé. So, we're now on to the last tip. Chúng ta đã đến với tip cuối cùng, đó là tip thứ 5. Mình sẽ gửi tới các bạn một vài dấu hiệu nhận biết của một câu trả lời đúng trong phần thi MCQ. Như đã có nói ở phần đầu của video, vậy thì MCQ thường xuyên sẽ xuất hiện trong section 3 là một phần hội thoại và chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải những tình huống như là tung hứng hoặc là self-correction. Trong những trường hợp đó thì các bạn cần đặc biệt lưu ý giúp mình ba từ, đó chính là từ but, từ however và từ so. Ok, tại sao chúng ta lại phải để ý ba từ này? Mình hay nói vui với học viên rằng ở trong phần thi listening chúng ta có một hiện tượng, đó là hiện tượng Hải quay xe. Hải quay xe. Em đây luôn. Ok, chắc là mọi người cũng biết đến cái meme đó rồi, đúng không ạ? Vậy thì có nghĩa là người ta đang nói theo một chiều và người ta quay đầu ngoắt 180 độ để chọn sang một option khác. Vậy thì những từ but, những từ so, những từ however sẽ là những cái điểm để họ bắt đầu quay đầu. Và thường là sau ba từ đó chúng ta sẽ có đáp án final, đáp án chính xác. Mình sẽ, sau đây mình sẽ cho các bạn nghe một ví dụ để chúng ta hiểu hơn về điều này nhé. And now, bây giờ thì mình sẽ play một phần audio example cũng như hiện chữ ở trên này cho mọi người cùng xem nhé. For example, the question is, what will the students do on Wednesday afternoon? A. Visit the computer lab. B. Legal rights lecture. And here is what they say. Now, Wednesday has a free session in the morning, but after lunch, there's a choice between visiting the computer lab or attending a lecture on our legal rights. Well, law and rights are important, but computers are the basis of everything these days. So, I'm going to the computer lab. Don't you think knowing our legal rights is equally, if not more, important? We live in a very litigious and complex society now. Sure, but it's something we can pick up later. So, let's leave that one out. Okay. Ok, như chúng ta có thể thấy trong ví dụ vừa rồi, hai bạn học sinh thảo luận với nhau về việc họ sẽ làm gì. Chúng ta có đáp án A, đó là đi thăm phòng máy tính, visit the computer lab. Và đáp án B, đó là học về các legal rights, các quyền công dân. Ok, vậy thì như một số tip mà mình còn nói ở đầu video, đúng không ạ? Là các bạn sẽ nghe thấy người ta nhắc tới cả hai keyword này, chứ không chừa bất cứ một cái nào hết. Ok, vậy thì ở phần lời nói của bạn học sinh Nam, bạn có nhận định rằng như sau. Well, you know, laws and rights are important, but, và sau chữ but này, bạn đưa ra opinion của mình. Computers are the basis of today's society, so I'm going to the computer lab. Đằng sau chữ but và đằng sau chữ so là opinion của bạn Nam. Và bạn có nói rằng, well yeah, các cái quyền công dân thì quan trọng thật đấy. Nếu mà chúng ta chỉ nghe đến đó, rất nhiều bạn sẽ chọn đáp án B, đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta nghe hết. Nhưng, theo tôi thì máy tính là cái nền tảng của xã hội bây giờ. Vậy nên tôi sẽ đi computer lab. Vậy thì nếu như chúng ta để ý đến chữ but và để ý đến chữ so một chút, các bạn sẽ thấy đáp án đúng hiện ra rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì mọi người hãy lưu ý rằng phần thi section 3 là một phần thi hội thoại. Vậy nên đáp án cuối cùng chúng ta chọn phải là một đáp án mà cả hai nhân vật cùng thống nhất. Vậy thì sau khi nghe bạn Nam đưa ra những cái lý luận như vậy thì bạn nữ còn nói rằng cậu không nghĩ rằng cái việc học luật thì quan trọng hơn cái điều đó hả? Tại vì xã hội bây giờ chúng ta sống rất là phức tạp và bạn ấy đưa ra một vài ý tưởng của bạn đó. Và bạn Nam còn nói một câu là sure. Nếu như chúng ta dừng ở đấy thì có thể mình sẽ debate với chính bản thân mình rằng ô, là A hay B nhỉ? Nhưng nếu các bạn nghe thêm một chút nữa, sure, but we can pick up on that anytime later. So, let's leave that one out. Bạn Nam một lần nữa dùng từ but và từ so để khẳng định lại đáp án. Đó là ừ, công nhận là học luận rất quan trọng. Nhưng cái đấy lúc nào mình học chẳng được. Vậy nên hãy để cái đấy cho một khi khác đi. Và cuối cùng thì bạn nữ nói rằng ok, đồng thuận. And in the end, đáp án cuối cùng của chúng ta lựa chọn sẽ là đáp án A.
Okay, so that is the end of today's video. Mình hy vọng rằng với những tips mà mình vừa gửi tới các bạn thì mọi người sẽ không gặp phải những lỗi sai và mất điểm oan cho phần thi MCQ Listening nữa. Một lần nữa, mình là Duy Anh, giáo viên của khóa Sophomore và Junior tại The IELTS Workshop, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như các bạn muốn xem nhiều nội dung giống như vậy nữa, đừng quên like, share và subscribe channel của The IELTS Workshop, thành phố Hồ Chí Minh nhé. And I will see you guys in the next video. Goodbye, loves!